Chương trình 24 giờ chuyển động. Trong phần đầu của chương trình 24 giờ chuyển động, triệt phá đường dây chất cấm xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam. Vụ việc một bác sĩ nổi tiếng trên mạng xã hội về điều trị hiếm muộn bị Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt về những vi phạm về pháp luật là một bài học về ý thức tôn trọng bảo mật thông tin cá nhân của người khác trên mạng xã hội. Câu chuyện sẽ được một luật sư chia sẻ về mặt pháp lý trong chương trình kỳ hôm nay. Theo chân lực lượng kiểm lâm và cán bộ bảo tồn Đắk Rông, tỉnh Quảng Trị, tuần tra xuyên rừng để tháo bỏ bẫy động vật. Khám phá chiếc xe máy chạy bằng bia. Kính chào quý vị thính giả. Chúng ta vừa điểm qua một số thông tin nổi bật sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi là Phương Thảo và Phú Khánh. Chào mừng quý vị đến với 24 giờ chuyển động của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh. Và kể bây giờ, xin mời quý vị bắt đầu đi vào nội dung chi tiết của chương trình với phần tin nóng tin nóng. Ngày 5 tháng 6, công an tỉnh Điện Biên cho biết vừa đấu tranh triệt phá thành công chuyên án chung 423D, triệt xóa toàn bộ đường dây tội phạm chất cấm xuyên quốc gia từ Lào vào Việt Nam tiêu thụ. Cụ thể, tại khu vực bản Nà Lấu, xã Búng Lao, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên, các tổ công tác đã phát hiện bắt quả tang đối tượng Sùng A Só, sinh năm 1987, có hành vi mua bán trái phép chất cấm khám xét đối tượng, lực lượng công an thu giữ 7 bánh heroin, 6.000 viên ma túy tổng hợp và nhiều vật chứng có liên quan. Cùng thời điểm đó, một tổ công tác cũng đã triển khai tại khu vực bản Ca Tâu, xã Sa Dung, huyện Điện Biên Đông, bao vây và bắt giữ thành công đối tượng Sùng A Vừ. Và đây là đối tượng tham gia vận chuyển chất cấm với Sùng A Xó và là em ruột Xó. Đồng thời, Công an tỉnh Điện Biên đã triệu tập khám xét khẩn cấp người và chỗ ở đối với Lường Thị Thân, sinh năm 1975. Đây là đối tượng thường xuyên mua bán chất cấm với Sùng A Só. Cơ quan điều tra công an thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án khởi tố chính bị can về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá hơn 80 tỷ đồng. Đây là đường dây đánh bạc trực tuyến bằng hình thức cá độ bóng đá lớn tại tỉnh Kệ An do đối tượng Giảng Tư Công, sinh 1991, trú tại thành phố Vinh, hiện đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh cầm đầu. Bước đầu cơ quan chức năng chứng minh số tiền các đối tượng giao dịch đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá từ tháng 4 năm 2023 đến thời điểm bị bắt giữ là hơn 80 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Thuật, 42 tuổi, để điều tra hành vi giết người trong vụ án mạng xảy ra tại xã Hàm Hiệp. Theo điều tra, ngày 28 tháng 2, Nguyễn Văn Thuật đến Công an xã Hàm Hiệp trình báo mình đi làm về thì thấy đóng cửa. Khi trèo cửa sổ vào nhà kiểm tra, Thuật phát hiện Lê Thị Thu Liễu, 40 tuổi, người sống chung như vợ chồng với Thuật, tử vong trong phòng ngủ. Công an huyện Hàm Thuận Bắc đến hiện trường và trưng cầu kỹ thuật hình sự Công an Bình Thuận khám nghiệm tử thi. Các điều tra viên đã tập trung làm rõ các nghi vấn đối với Nguyễn Văn Thuật. Sau nhiều lần vòng vo, Thuật đã nhận tội. Theo đó, chiều ngày 27 tháng 2, tại nhà tổ chức đám dỗ, giữa Thuật và vợ hờ cãi nhau. Hậu quả là chị Liễu tử vong. Sau nhiều tháng điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Thuận đã tiến hành dừng lại hiện trường và ra các quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh bắt giam bị can Nguyễn Văn Thuật để điều tra vụ án giết vợ hờ. Các quyết định đã được viện kiểm sát nhân dân cung cấp phê chuẩn. Thưa quý vị, theo cục thú y Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có 17.300 cơ sở giết mổ chiếm 70,1% không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và không được chính quyền địa phương cho phép hoạt động. Cục Thú y Bộ Đông nghiệp và Phát triển Đông thôn cho biết, đến nay, cả nước vẫn còn hơn 24.600 cơ sở giết mổ động vật nhỏ lẻ. Vì còn tồn tại nhiều cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, chưa đảm bảo điều kiện, chưa được cấp phép là do chính quyền địa phương chưa thực sự quan tâm đúng mức. Cục Thú y đề nghị Ủy ban dân các tỉnh thành phố cần ra soát phê duyệt mạng lưới cơ sở giết mổ động vật tập trung trên địa bàn tỉnh. Trong đó, mỗi huyện phải có nhất một cơ sở giết mổ động vật tập trung. Đồng thời, các bộ ngành cần tiếp tục ban hành chính sách ưu đãi về thuế, vay vốn và đất đai để thu hút các tổ chức cá nhân đầu tư xây dựng các cơ sở giết mổ tập trung. Thưa quý vị, những ngày vừa qua, báo chí và mạng xã hội đã không ngừng xôn xao bàn tán về một vị bác sĩ mát tay chữa trị cho hàng ngàn phụ nữ hiếm muộn. Đó là thạc sĩ bác sĩ Cao Hữu Thịnh, nguyên bác sĩ bệnh viện Từ Dũ thành phố Hồ Chí Minh. Anh cũng chính là người đã đỡ đẻ thành công cho ca sinh năm duy nhất tại Việt Nam và thông tin khiến cho cộng đồng xôn xao chính là bác sĩ Cao Hữu Thịnh đã bị Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh xử phạt đã làm lộ bí mật bệnh nhân trái với luật định. Theo thông tin từ báo Cửa Lao Động, bác sĩ sản phụ khoa cao hữu thịnh, người nổi tiếng trên mạng xã hội về điều trị hiếm muộn, bị xử phạt 24,5 triệu đồng vì làm lộ tình trạng bệnh, thông tin ba người bệnh đã cung cấp vào hồ sơ bệnh án. Bên cạnh đó, bác sĩ Thịnh còn quảng cáo sản phẩm, hào hóa, dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện. Một thông tin đáng chú ý nữa là tại địa chỉ 141 Trần Bình Trọng, phường 2, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, nơi bác sĩ Thịnh làm việc, một bác sĩ sản phụ khoa khác là Lê Song Lan cũng bị xử phạt 9 triệu đồng với lý do không đăng ký hành nghề khám chữa bệnh, biển hiệu không có đủ thông tin cơ bản theo quy định, ghi tên các khoa phòng trong cơ sở không đúng với hồ sơ giấy phép hoạt động thông tin trên vẫn đang được cộng đồng bàn tán ở chiều góc độ khác nhau, khi bà sự quan tâm của mọi người dành cho bác sĩ Cao Hữu Thịnh không kém gì dành cho một người nổi tiếng bên showbiz. Vậy thì để rộng đường dư luận, thì trong chương trình kỳ hôm nay, MC Trúc Giang đã có cuộc trò chuyện với luật sư Đinh Thị Quỳnh Dư, giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn An Luật. Chị sẽ giúp chúng ta giải đáp những thắc mắc và những vấn đề đáng quan tâm xoay quanh sự việc này. Mời quý vị cùng theo dõi trong tiểu mục Nóng trên mặt báo kê sau đây Kính chào luật sư Đinh Thị Quỳnh Như đến từ công ty An Luật Rất chân thành cảm ơn chị đã nhận lời mời tham gia cuộc trao đổi ngày hôm nay của chương trình 24 cho chuyển động ạ. Xin chào biên tập Chí Phú và xin chào quý vị khán giả Thưa luật sư, chủ đề của buổi trao đổi hôm nay là chúng ta sẽ nói về người nổi tiếng nhưng vi phạm pháp luật Và người nổi tiếng mà chúng ta sẽ đề cập trong buổi trao đổi ngày hôm nay thì không phải là một ca sĩ Không phải là diễn viên nổi tiếng mà lại là một vị bác sĩ à, dạ vâng và cụ thể đó là bác sĩ cao hữu thịnh là một bác sĩ rất nổi tiếng trên mạng xã hội về điều trị hiếm muộn thế nhưng bác sĩ thịnh vừa bị xử phạt vì làm lộ tình trạng thông tin người bệnh vậy xin luật sư có nhận định gì về vụ việc này ạ à? Dạ, trước khi nói vấn đề về xử phạt vi phạm hành chính đối với bác thị, sĩ Thịnh thì à, bản thân tôi cũng muốn chia sẻ rằng trong thời gian vừa qua tôi cũng là người theo dõi bác sĩ Thịnh ừ. trên các kênh TikTok cũng như trong hoạt động nghề nghiệp của bác sĩ và tôi nhận thấy rằng đây là một bác sĩ rất là uy tín, được nhiều người quan tâm cũng như tin cậy. Khi mong muốn có những đứa bé và rơi vào tình huống bị hiếm muộn thì tôi nghĩ rằng à, những hoạt động nghề nghiệp như vậy rất đáng ghi nhận, còn riêng về việc xử phạt vi phạm hành chính do tiết lộ thông tin bệnh nhân là một cái sự việc rất là đáng tiếc của bác sĩ Thịnh. Vậy thì trước bác sĩ Thịnh đã có xảy ra những vụ việc tương tự và để lộ thông tin về người bệnh rồi chứ ạ? À? Bản thân tôi không phải là người làm trực tiếp trong những cái ca để lộ thông cái thông tin của bệnh nhân. Tuy nhiên, trong hoạt động nghề nghiệp là tôi được biết, được nghe và à, những cái vụ việc như thế nó phổ biến ở những cái mảng chẳng hạn như giải phẫu thẩm mỹ nè, vâng. à, hoặc là những cái mảng mà điều trị khác, trong đó thì à, bác sĩ để bảo vệ bản thân mình, họ đã để lộ những cái thông tin mà lẽ ra những thông tin đó không được công bố trong cái quá trình điều trị. À, thưa luật sư với cương vị là bác sĩ chắc là bác sĩ cao hữu thịnh phải nắm rõ nguyên tắc bảo mật thông tin của người bệnh vậy thì tại sao bác sĩ cao hữu thịnh lại mắc một sai lầm như vậy ạ à? À, thật ra đây cũng chỉ là dự đoán và suy nghĩ của cá nhân tôi thôi à, tôi nghĩ là trong cái quá trình tôi làm việc tôi tiếp cận một số tình huống như thế này chẳng hạn như một vị bác sĩ khi mà có những cái thông tin trái chiều trên mạng thì họ mong muốn chứng minh rằng là họ đúng Ừ. Nên trong trường hợp này có thể là à, trong thời gian vừa qua chắc là anh Phú cũng như quý vị khán giả cũng biết là bác sĩ Cao Hữu Thịnh vướng vào vụ lùm xùm với lại TikToker là bà Nhân và à, trong trường hợp này thì, thì TikToker đúng rồi TikToker này đã đưa những cái thông tin trong quá trình điều trị của bác sĩ Thịnh à, và có những nhận định về mặt chuyên môn có thể vì để bảo vệ bản thân mình thì bác sĩ Thịnh đã lên mạng và đưa ra những thông tin ngược lại để bảo vệ danh dự và uy tín của mình trong quá trình điều trị. Ừ. Thì đó là lý do mà tôi nghĩ rằng khả thi nhất trong trường hợp này và đó là một cái cái tâm lý cũng khá phổ biến đối với một số người trong cái quá trình hoạt động chuyên môn và khi có một thông tin nào đó trên mạng và bản thân mình lại là người nổi tiếng trên mạng nữa mình cũng có cộng đồng trên mạng thì mình ngay lập tức sử dụng những cái nguồn lực như thế này để bảo vệ danh dự của mình. Dạ, thưa luật sư không chỉ vi phạm nói trên mà bác sĩ Thịnh còn vi phạm quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện rồi thì phòng mạch nơi bác sĩ làm việc thì cũng không có phép cũng không có đúng quy định vậy thì xin hỏi luật sư là bác sĩ có được quyền quảng cáo sản phẩm liên quan đến thuốc men y tế hay không và phòng mạch vi phạm các lỗ như vậy thì ảnh hưởng gì đến quyền lợi của bệnh nhân ạ à? À, đối với ý thứ nhất là bác sĩ có được quyền quảng cáo những sản phẩm như thế hay không thì chúng ta quay lại quy định pháp luật đối với những sản phẩm hàng hóa dịch vụ đặc biệt và trong trường hợp này là thuốc men là thực phẩm chức năng là những dịch vụ những cái hàng hóa sản phẩm mà tác động trực tiếp đến sức khỏe của người khác thì trước khi thực hiện việc quảng cáo bất kỳ một cơ quan tổ chức nào bất kỳ một cá nhân nào cũng phải đăng ký cái nội dung quảng cáo đó để đảm bảo về mặt thông tin cho nên việc mà bác sĩ khi thực hiện việc quảng cáo một sản phẩm dịch vụ như thế mà không được đăng ký là chắc chắn là sai rồi, rồi. À, ý thứ hai à, liên quan đến việc là hoạt động nhưng mà cái cơ sở khám chữa bệnh đó không có đầy đủ giấy phép thì theo quy định pháp luật đối với những cái hoạt động ngay cả thẩm mỹ nữa chúng ta nhìn chúng ta có thể xem đây là hoạt động không phải là khám chữa bệnh nhưng mà đối với quy định pháp luật thì những hoạt động liên quan đến điều trị hiếm muộn là một cái hoạt động được xem là phải thực hiện việc đăng ký những giấy phép một cách rất là nghiêm ngặt. Cho nên khi một người hoạt động nghề nghiệp như thế mà không đủ những giấy phép theo quy định pháp luật thì chắc chắn là vi phạm pháp luật. Và hệ lụy của nó là gì? Tại sao một quy định pháp luật được đưa ra đối với những hoạt động nghiêm ngặt như thế? Bởi vì đây là những cái đối tượng mà cần phải tuân thủ những điều kiện về mặt chuyên môn, về mặt phòng khám, về mặt nghiệp vụ, về mặt cơ cấu tổ chức cho nên khi chúng ta thiếu một trong những yếu tố đó hoặc là chúng ta không đáp ứng một trong những yếu tố đó có nghĩa là phòng khám đó chưa đủ điều kiện về mặt an toàn điều kiện về mặt chuyên môn để có thể tiến hành đúng theo quy định pháp luật khi điều trị một bệnh nhân vậy thì thưa luật sư những chia sẻ về thông tin cá nhân của bệnh nhân một cách công khai tràn lan và xảy ra hàng ngày như vậy trong các cái clip ở trên mạng xã hội tiktok của bác sĩ cao thịnh như vậy là có hợp lý hay không có đúng luật hay không ạ dạ đối với vấn đề này thì có hai vế mà anh hỏi thứ nhất là có hợp lý hay không và thứ hai có đúng luật hay không yeah. à, Thực ra là trước khi mà có sự việc như thế này bản thân tôi có thể là với vai trò là một luật sư nên khá nhạy cảm mặc dù tôi rất là thích những cái pha hài hước của bác sĩ thịnh nhưng mà khi tôi xem là tôi đã thấy có vấn đề pháp lý rồi và tôi cảm giác là điều này thực sự về mặt con người thì tôi cảm thấy nó bất hợp lý bởi vì khi tôi nhìn video tôi xem video thì tôi sẽ thấy rằng à, có thể là qua giọng nói có thể qua những cái hình dạng không rõ một trăm phần trăm nhưng tôi cho rằng nếu ai là người thân của cái người đi điều trị đó sẽ nhận diện được người đó và có những thông tin hết sức riêng tư về cá nhân về đời tư và tôi cảm thấy ngại cho nên tôi cho rằng việc đầu tiên hợp lý là tôi cho là không hợp lý rồi đó Yeah, và thứ đúng hai đúng. là có vi phạm pháp luật hay không chắc đúng. chắn là vi phạm pháp luật và vì vi phạm pháp luật cho nên ngày hôm nay chúng ta mới có cái câu chuyện nói với nhau về một số hành vi sai phạm của bác sĩ thịnh trong đó có việc là tiết lộ thông tin bệnh nhân và thông tin bệnh nhân à, tại sao ngoại trừ quy định đối với luật dân sự thì riêng đối với luật khám chữa bệnh thông tin bệnh nhân lại là, là một cái điều luật được, được kiểm soát hết sức chặt chẽ đúng. bởi vì tôi nghĩ rằng không chỉ bản thân tôi mà anh phú hay quý vị khán giả khi bước chân vào một phòng khám thật sự tất cả những thông tin đó ngay cả khi mình chia sẻ với người bác sĩ của mình mình đã cảm thấy ngại rồi ừ. còn đằng này thì lại công khai trên mạng thì ai mà không ngại cho nên ừ. việc đó ngoại trừ việc bất hợp lý cái thứ hai là phải nhìn nhận đây là hành vi vi phạm pháp luật vậy thì với những vi phạm như vậy thì pháp luật có những cái quy định điều chỉnh những hành vi đó chưa ạ À, cụ thể là có. Nếu đây là một cái thông tin uh, tiết lộ một thông tin bí mật đời tư của một người bình thường thì trong trường hợp này người thực hiện hành vi đó là một người không phải hoạt động trong nghề nghiệp về khám chữa bệnh thì người đó chắc chắn sẽ cải chính thông tin, phải bồi thường thiệt hại. Nếu như về việc tiết lộ thông tin đó ảnh hưởng đến uy tín danh dự hay những thông tin cá nhân của người đó, làm ảnh hưởng đến công việc của người đó thì phải xử lý rồi theo luật dân sự. Còn nếu trong trường hợp đây là hoạt động nghề nghiệp thì đầu tiên là người đó sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính và trong tình huống này mức phạt quy định là từ 20 đến 25 triệu đồng và tôi nghĩ rằng đây là mức phạt mà bác sĩ Thịnh đang đối diện đó. Ngoài ra, nếu như vì việc tiết lộ thông tin đó ảnh hưởng đến người khác dẫn đến một cái thiệt hại nào đó thì vị bác sĩ này ngoại trừ mức phạt vẫn phải chịu trách nhiệm bồi thường cho việc cung cấp thông tin hoặc là chia sẻ những thông tin mà trái với quy định pháp luật và trái với luật khám chữa bệnh như thế. À, xin cảm ơn luật sư. Vậy thì từ vụ việc này à, chị có chia sẻ nào đối với những người mà có khả năng bị liên lụy giống như bác sĩ Cao Hữu Thịnh không ạ? À, thực ra thì đối với vấn đề này tôi xin phép được chia sẻ cá nhân bản thân tôi cũng là người mà hoạt động trong cái công việc mà uy tín cá nhân khả năng của cá nhân là cái cơ hội để tiếp cận khách hàng tôi hay bác sĩ thịnh hay một số cái nghề nghiệp chẳng hạn như là giáo viên chẳng hạn là những người mà khi mà những cộng đồng quan tâm đến mình tin tưởng vào năng lực chuyên môn của mình thì người ta sẽ tìm đến và vì vậy nên chúng tôi rất là dễ sử dụng mạng xã hội bản thân tôi cũng sử dụng facebook mà cho nên những người như chúng tôi khi mà mong muốn tìm khách hàng thì rất là dễ dẫn đến cái sai phạm về mặt pháp lý. Chẳng hạn như mình chia sẻ thông tin về mặt nghề nghiệp về mặt chuyên môn mà không có cái sự kiểm chứng hoặc là trong trường hợp là vì mong muốn tìm khách hàng mà chúng tôi chia sẻ quá nhiều về những thông tin bí mật về những cái vụ kiện mà chúng tôi đang theo chẳng hạn. Thì đối với bác sĩ Thịnh hay đối với uh, cá nhân chúng tôi những cái người mà nghề nghiệp chuyên môn gắn liền với uy tín như vậy thì chúng tôi thực sự qua cái câu chuyện này cũng nên nhìn lại. Có khi nào chúng ta mong muốn thể hiện bản thân nhiều quá rồi chúng ta lại vô tình vi phạm pháp luật hay không và đó là điều mà tôi nghĩ là trong thời gian tới không riêng về hoạt động khám chữa bệnh mà các hoạt động khác cũng nên xem xét lại để biết đâu chúng ta được cái này mà chúng ta lại mất cái kia vướng vào một cái vấn đề pháp lý lại là một cái điều để mất lòng tin của những người mà người ta đã tin tưởng mình trong suốt thời gian vừa qua và câu chuyện này thì chúng ta có thể thấy rằng sự việc không chỉ dừng lại ở mức phạt hai mươi mấy triệu đồng mà bác sĩ thịnh đang đối diện bởi vì tôi nghĩ rằng qua đó thì một số người sẽ bắt đầu cảm thấy cần phải xem lại hoặc là danh tiếng của bác sĩ cũng có một cái phần bị ảnh hưởng. Chẳng hạn như trong suốt thời gian vừa qua người ta có thể đến phòng khám và người ta thực sự không quan tâm về mặt giấy phép bởi vì người ta đã tin cá nhân của con người này trên những cái nền tảng xã hội rồi. Nhưng bây giờ khi đối diện với việc là phòng khám đã không đủ giấy phép thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến uy tín và danh dự của phòng khám cũng như cá nhân bác sĩ Thịnh. Và đó cũng là một cái bài học đối với tất cả chúng ta, đặc biệt là những người mà có uy tín trên mạng xã hội liên quan đến những nghề nghiệp mà gắn liền với uy tín cá nhân vậy thì chúng ta khi tham gia vào mạng xã hội thì chúng ta cần lưu ý để những cái thông tin chia sẻ của mình không ảnh hưởng đến bất kỳ ai cũng như không vi phạm quy định pháp luật và một lần nữa xin chân thành cảm ơn luật sư Đinh Thị Quỳnh Như đến từ công ty An Luật đã dành thời gian quý báu tham gia với chương trình 24 giờ diễn động ngày hôm nay. Một lần nữa xin cảm ơn luật sư Đinh Thị Quỳnh Như đã mang đến cho chúng tôi và quý khán giả những thông tin hữu ích từ cuộc trao đổi vừa rồi vâng thưa quý vị cuộc trao đổi vừa rồi là không nhằm đã kích phê phán một cá nhân tổ chức nào cuộc trao đổi này nhằm mở rộng đường dư luận dựa trên cơ sở pháp lý mà quan trọng hơn đó là chúng tôi muốn truyền đi thông điệp hãy sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật vâng mà càng là cười nổi tiếng thì chúng ta cần phải tâm điểm phương châm sống đó và thưa quý vị đến đây thì nội dung đầy của tiểu mục nóng trên mặt báo xin được khép lại tiếp tục chuyển động với chương trình là thông tin về đời sống xã hội dân sinh đáng chú ý Tiểu mục Đông Tây chuyển động. Thưa quý vị, trong khuôn khổ Festival Biển Nha Trang Khánh Hòa 2023, sáng ngày 4 tháng 6 vừa qua, hơn 5.400 phụ nữ trong những bộ áo dài thước tha nhiều màu sắc đã diễu hành trên phố biển Nha Trang và xác lập kỷ lục Việt Nam. Chương trình được tổ chức nhằm khẳng định và tôn vinh giá trị của áo dài Việt Nam trong đời sống xã hội, cơ dậy niềm tự hào, trách nhiệm gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của trang phục dân tộc Việt Nam sáng ngày 4 tháng 6, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa tổ chức chương trình diễu hành Tôn vinh áo dài di sản văn hóa Việt Nam, thu hút sự tham gia của hơn 5.000 người thuộc các cơ quan đơn vị trên toàn thành phố Nha Trang. Đoàn diễu hành đã đi đoạn đường khoảng 2 km trên cung đường Trần Phú ven biển Nha Trang với những tà áo dài đầy màu sắc, họa tiết hoa văn rực rỡ, thu hút ánh nhìn của mọi người. Nổi bật trong số đó có nhiều phụ nữ mặc áo dài màu đỏ với ngôi sao vàng năm cánh hoặc hình bản đồ Việt Nam. Nhân dịp này, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam cũng đã trao xác lập kỷ lục Việt Nam cho đoàn diễu hành áo dài có nhiều người tham gia nhất, với số lượng kiểm đếm là 5.432 người. Ông Đinh Văn Thiệu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết, chương trình diễu hành tôn vinh áo dài di sản văn hóa Việt Nam là điểm nhấn đẹp trong các hoạt động của Festival Biển Nhà Trang Khánh Hòa năm 2023. Đây là một hoạt động sáng tạo, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, có phần tôn vinh và khẳng định giá trị áo dài Việt Nam là một phần không thể thiếu trong di sản văn hóa dân tộc Việt Nam. Tà áo dài Việt Nam duyên dáng, thanh lịch, không chỉ có giá trị thẩm mỹ về thời trang, mà còn là phương thức lan tỏa truyền thống văn hóa của người Việt tới bạn bè quốc tế. Thưa quý vị, hiện nay, người trồng vải trứng ở các huyện Phù Cừ, Ân Thi, tỉnh Hưng Yên đang bước vào thu hoạch vải trứng. Dù giá bán khá cao, nhưng với ưu thế trái to, mã đẹp, vị gọt thơm, đặc biệt, thì phải trứng hưng yên trở thành đặc sản được đông đảo khách hàng ưa chuộng. Mời quý vị cùng theo dõi qua phóng sự sau đây. Những ngày đây, Hợp tác xã Đâu Kiệp quý Tiến, xã Phan Sào Đam, huyện Phù Cử có rất đông doanh nghiệp thương lái đến hỏi mua vải trứng. Dù có giá cao gấp nhiều lần so với loại vải thông thường, nhưng vải trứng Hưng Yên rất được đông đảo khách hàng đến tìm mua bởi ưu thế trái to, vỏ đỏ, gọt thơm, thanh mát đặc trưng. Những năm gần đây, vải trứng bắt đầu được nhiều người tiêu dùng biết đến và hiệu quả kinh tế cao cho người dân. Chính vì thế, huyện Phù Cử đã có kế hoạch mở rộng diện tích, không chỉ tập trung ở xã Phan Sào Nam, mà còn mở rộng ra các xã Minh Tân, Đoàn Đào, thị trấn Trần Cao theo hướng bền vững tỉnh Hưng Yên hiện có trên 250 hecta trồng vải trứng với sản lượng 200 tấn. Cùng với thương hiệu giảng Lồng thì vải trứng đang dần trở thành đặc sản của người dân đất phố Hiến, được đông đảo cử tiêu dùng ưa chuộng. Tiếp theo, mời quý vị cùng theo chân lực lượng kiểm lâm và cán bộ bảo tồn Đắc Rông, tỉnh Quảng Trị, tuần tra xuyên rừng đặc dụng để tháo bỏ bẫy động vật. Được biết, 10 cán bộ tuần rừng ngày đêm qua 5 tiểu khu thuộc xã Húc Nghì, huyện Đắk Rông để ra soát, tìm và phá các loại bẫy động vật rừng do người dân đặt. Nhiệm vụ tuần tra được diễn ra hàng ngày, mỗi chuyến kéo dài từ 3 đến 5 ngày. Theo ông Lê Văn Phan Tuấn, cán bộ khu bảo tồn thiên nhiên Đắk Rông, do đặc thù nằm gần khu dân sinh, người dân xã Húc Nghì có tập quán sống dựa vào rừng, tận dụng các loại lâm sản để tăng thu nhập cho gia đình nên tình trạng đặt bẫy tại đây diễn ra rất phổ biến. Bẫy thường được người dân đặt trên đường đi kiếm ăn của động vật, sử dụng để bắt các con vật nhỏ như chuột, dúi, sóc. Ông Lê Văn Phan Tuấn chia sẻ. Tình mà đặt bẫy trước đấy thì rất là phổ biến. Vì người dân ở những cái vùng giáp đánh của khu bảo tôn thì đa số là người dân đồng bào dân tộc thiểu số. Họ sống giữa bao rừng. Loại bẫy mà thông dụng nhất là bẫy dây. Bẫy dây phân họ đặt rải rác chúng tôi cũng phải thường xuyên để kiểm tra bảo tồn được cái sự đa dạng cao về động vật ở trong khu bảo tồn. Trước tình trạng trên, Ban Quản lý Khu Bảo tồn Thiên nhiên Đắk Rông đã phối hợp với các cơ quan chức năng nỗ lực tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, tập trung nhân lực kiểm tra, xử lý. Ngoài ra, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Hạt Kiểm Lâm còn phối hợp nhịp nhàng cùng các bộ phận khoáng tăng cường tuần tra, bảo vệ rừng. Ông Đinh Thiên Hoàng, Hạt Phó Kiểm Lâm Khu Bảo tồn Thiên nhiên Đắk Rông, tỉnh Quảng Trị, cho biết tôi là khuyến khích là các lực lượng nhân khoản bảo vệ rừng là người dân đó. trong quá trình tuần tra là phát hiện mà các cái bẫy ở đây chủ yếu là bẫy kẹp bẫy dây bẫy đập thì mỗi bẫy như thế thì qua công cụ smart tuần tra thì chúng tôi sẽ hỗ trợ cho người dân là 2.000 đồng Hiện, hạt kiểm lâm khu bảo tồn thiên nhiên Đắc Rông đang phụ trách quản lý 42.000 hectare rừng đặc dụng. Trong 4 tháng đầu năm 2023, đơn vị đã phát hiện tháo dỡ hơn 1.107 thú các loại. Đây là một thực trạng đáng báo động, cần sự phối hợp tăng cường truy quét, xử lý. Phần tin quốc tế sẽ tiếp tục chương trình với những sự việc thú vị xảy ra tại nước Mỹ. Thưa quý vị, một cụ ông 101 tuổi vừa được Đại học Cordell vinh danh và tổ chức lễ tốt nghiệp, dù ông đã hoàn thành chương trình học từ 80 năm trước. Năm 1943, ông Brett Taylor lấy bằng giáo dục âm nhạc tại Đại học Cornell và dự kiến được nhận bằng trong lễ tốt nghiệp vào tháng 5 năm đó. Tuy nhiên, ông chập cũ phải chiến đấu trong Thế chiến thứ hai nên mất cơ hội giữ lễ tốt nghiệp. 80 năm sau, với thông điệp, mọi sinh viên đều xứng đáng có khoảnh khắc mừng tốt nghiệp đại học. Đại học Cornell mà ông Taylor giữ tốt nghiệp để hoàn thành nguyện vọng của ông cũng như vinh danh tấm gương vì cộng đồng của cựu chiến binh này. Cũng tại nước Mỹ, một nhà phát minh ở bang Minnesota đã tạo ra xe máy độc đáo chạy bằng bia. Và sự việc này có thể là đầu tiên trên thế giới. Điều thú vị hơn là người làm ra xe lại không uống bia rượu, thưa quý vị. Được nhiều người biết đến nhờ biệt tài sáng chế những chiếc xe độc đáo khác thường. Ông Kai Michelson mới đây đã tiết lộ về một phát minh mới của mình, đó là chiếc mô tô chạy bằng bia. Thoạt nhìn, chiếc mô tô phần khối lớn không có gì khác biệt so với những chiếc xe thông thường nhưng thực chất nó đã được ông Guy Michelson thay thế động cơ xăng bằng một động cơ khá đặc biệt, sử dụng bia làm nhiên liệu để vận hành. Chiếc mô tô này có gắn thùng nhiên liệu lớn với thể tích gần 53 lít và một cuộn dây điện ở bên trong để làm nóng bia. Bia được đun sôi, sinh ra luồng hơi nước áp suất cao thoát ra các ống xả của xe, tạo phản lực đẩy khiến xe di chuyển về phía trước. Ông Kai Michelson cho biết, chiếc mô tô này có thể đạt tốc độ lên tới 240 km một và cũng có kế hoạch đưa nó ra đường đua để kiểm tra khả năng vận hành. Trong phần tiếp theo của 24 giờ chuyển động, mưa lớn, gió giật mạnh, làm cây xanh gãy, đè trúng ô tô ở Bình Phước. Tiểu mục chuyện kỳ mới, cho binh cũ cuộc đời mới. Tiểu mục cà phê không đường, Điều một cà phê không đường tiếp tục chương trình với một câu chuyện đáng chú ý xảy ra tại Đồng Tháp. Thưa quý vị, dự án đường cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ giai đoạn 1, đoạn qua địa bàn xã An Khánh và An Phú Thuận huyện Châu Thành của tỉnh Đồng Tháp đang được triển khai xây dựng. Tuy nhiên, trong quá trình thi công, đường cao tốc này đã làm ảnh hưởng đến sản xuất đời sống của hàng trăm hộ dân trong khu vực như thiếu nước sinh hoạt, tưới tiêu ruộng vườn, không có đường dân sinh phục vụ đi lại sản xuất. Câu chuyện được phản ánh trong phóng sự sau đây, mời quý vị cùng nghe. Dự án xây dựng đường cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ giai đoạn 1 do Ban quản lý dự án Mỹ Thuận thuộc Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư. Dự án có tổng chiều dài gần 23 km, vốn đầu tư hơn 4.826 tỷ đồng, trong đó đoạn qua huyện Châu Thành gần 10,5 km. Dự án khởi công tháng 2 năm 2021 và kế hoạch hoàn thành trong năm 2023. Đây là công trình trọng điểm quốc gia, nhưng từ khi triển khai thi công đường cao tốc đến nay, cuộc sống và sản xuất của người dân trong vùng dự án bị ảnh hưởng anh Lâm Hoàng Dương, xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp nói: Trước đây thì chưa có cái làm cái đường cao tốc này á, thì bà con người ta sản xuất gì lúa nông nghiệp, canh trái rồi rất là tiện lợi, tại vì nó có cái đường nước với đường đi của người ta có hết. Ông Nguyễn Văn Thành ở xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp nói: nhưng mà do cái đường cao tốc này xây dựng cắt qua mình không có đường đi để mà tới ruộng để mà sản xuất lúa theo người dân nếu không xây dựng đường dân sinh song song với cao tốc không lâu nữa cao tốc mỹ thuận cần thơ hoàn thành nhiều người dân sẽ không còn đường đi vào ruộng lúa của mình Do gặp khó khăn về đường nước tứ tiêu, nên khoảng 60 hectare sản xuất lúa bị ảnh hưởng đến năng suất. Bên cạnh đó, nhiều hộ dân trong khu vực thiếu điện và nước sinh hoạt suốt thời gian dài. Ông Lê Minh Trung, Chủ tịch Ủy ban dân huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp cho biết. Qua cái dự án, trong báo cáo của bộ phận chúng ta có khoảng 174 hộ thì có cái ảnh hưởng đối với cái sản xuất như đời sống của dân trong khu vực như về điện, nước tưới tiêu sản xuất khó khăn. Và đa số các thửa đất thì cao tốc thì đi qua được cắt chia thành hai cái thửa bên cạnh đó trong quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng thi công dự án cao tốc mỹ thuận cần thơ cũng đã góp phần làm sạt lở sụp lúng bờ sông trên địa bàn xã an khánh an phú thuận phú hữu của huyện châu thành một số đoạn đường nông thôn xuống cấp nghiêm trọng không đảm bảo an toàn giao thông Mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp có văn bản đề nghị Ban quản lý dự án Mỹ Thuận, phá hợp Sở Giao thông Vận tải, Ủy ban dân huyện Châu Thành tiến hành khảo sát để kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải xem xét bổ sung đầu tư mới hệ thống đường dân sinh dọc hai bên tuyến cao tốc với chiều dài dự kiến hơn 7 km, đề nghị Ban quản lý dự án Mỹ Thuận chỉ đạo các nhà thầu định kỳ thường xuyên kiểm tra, khẩn trương thi công khắc phục kịp thời các tuyến đường bị ảnh hưởng xuống cấp do vận chuyển vật liệu xây dựng đường cao tốc. Phần tin nóng trở lại ngay sau đây, mời quý vị tiếp tục lắng nghe. Một vụ đuối nước thương tâm đã xảy ra tại Phú Yên. Ông Nguyễn Văn Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, gia đình và lực lượng tìm kiếm đã vớt được thi thể chị NTH, 42 tuổi, người phụ nữ cào dắt mưu sinh nhưng không may bị chết đuối. Theo ông Hoàng, như mọi ngày, chị Hắc đi cào giác trên sông Bình Bá ở xã An Ninh Tây. Không may chị bị sụp hố sâu dưới sông nên mất tích. Gia đình và lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm và phát hiện thi thể chị Hắc. Ông Hoàng cho hay, chị Hắc có chồng và hai con, gia đình thuộc diện khó khăn của địa phương. Hàng ngày, chị đi cào giác trên sông Bình Bá để bán kiếm tiền mưu sinh. Một thông tin đáng chú ý khác xảy ra tại Bình Phước – Cơn mưa lớn kèm theo gió giật mạnh quét qua địa bàn huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, khiến nhiều cô già cây trồng bị tóc mái gãy đổ. Đáng chú ý, hai chiếc ô tô dựng đậu bên đường cây trung tâm thị trấn Đức Phong bị cây lớn gãy đổ đè trúng, may mắn không gây thiệt hại về cười. Trước đó, cơn mưa lớn kéo theo gió giật mạnh xảy ra trên địa bàn huyện Bù Đăng, gây thiệt hại khá nặng nề. Cụ thể, trên địa bàn thị trấn Đức Phong, cơn mưa lớn đã khiến hai cây xe lớn trên đường gãy đổ đe thẳng vào hai chiếc ô tô, gây hư hỏng nặng. Rất may thời điểm xảy ra sự việc, không có người trên xe nên không gây thiệt hại về cười. Tại xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng, cơn mưa lớn kéo theo lốc xoáy đã khiến nhiều cây xanh bị gãy đổ, một số ngôi nhà bị tốc mái. Lực lượng chức năng huyện Bù Đăng đã có mặt kịp thời cưa dọn cây cả đổ và điều tiết phân luồng giao thông ngay khu vực thị trấn Đức Phong, đồng thời tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan thống kê thiệt hại, khắc phục hậu quả thiên tai. Thông tin về giao thông, trên cầu Rạch Miễu, đoạn thuộc quản lý xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa ba xe ô tô. Hậu quả vụ tai nạn làm một người nhập viện cấp cứu, phương tiện bị hư hỏng nặng sau tai nạn. Thông tin ban đầu, xe ô tô 7 chỗ mang biển kiểm soát 51F39729 đang lưu thông trên cầu Rạch Miễu, hướng đi từ tỉnh Bến Tre về tỉnh Tiền Giang, thì tài xế phát hiện phía trước đường có chứa ngại vật nên giảm tốc độ để né tránh. Cùng thời điểm này, xe ô tô 5 chỗ mang biển kiểm soát 51G27167 đang lưu thông cùng chiều từ phía sau cũng giảm tốc độ theo xe phía trước. Tiếp đó, xe tải mang biển kiểm soát 50H 13481 cũng đang lưu thông cùng chiều từ phía sau chờ tới, do không xử lý kịp tình huống khiến phương tiện va chạm vào xe 51G 27167 và đẩy xe này lao về phía trước va chạm vào xe 51F 39729, tạo nên chuỗi tai nạn liên hoàn trên cầu. Sau tai nạn, một phụ nữ đi trên xe 5 chỗ bị thương nên được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Nhận được tin báo, các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tiến hành điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Tiểu mục chuyện ngày mới. Phương Thảo nè, Phương Thảo có biết chỗ đào thu gom pin cũ và có quy trình xử lý pin đúng cách hay không nè? Và loại rác thải này nếu không được xử lý đúng cách thì những kim loại nặng có trong đó sẽ dần ngấm vào đất, nước, làm ô nhiễm môi trường nặng nề. Vâng, ngày trước thì Phương Thảo thấy ở nhiều siêu thị hay các chung cư cũ có thùng thu gom, nhưng mà Phương Thảo thấy cũng ít người hưởng ứng, thậm chí có những nơi còn phải tạm dừng. Vì thế đa số pin cũ vẫn bị vứt lẫn vào rác thải sinh hoạt hàng ngày. Thế nhưng mới đây thì Phương Thảo thấy có một số địa điểm thu gom pin cũ và được giới thiệu cụ thể về quy trình thu gom và xử lý pin của họ rất là hiệu quả. Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem mô hình đó hoạt động như thế nào qua phóng sự sau đây nhé. 2.545 kg pin là số lượng pin thu gom được tại thành phố Hồ Chí Minh chỉ trong vòng một tháng trong chương trình thu hồi pin cũ bảo vệ trái đất xanh năm 2022 do KUKUN Việt Nam phối hợp cùng Trường Đại học Sư phạm Hồ Chí Minh tổ chức. Với quy trình xử lý đúng kỹ thuật, những viên pin này đã được hồi sinh với một cuộc đời mới, an toàn và thân thiện hơn với môi trường. Với những thành công đó, năm nay, chương trình tiếp tục quay trở lại từ đầu tháng 5 này với hơn 60 điểm tại hai thành phố, Hà Nội và Hồ Chí Minh. Chị Đỗ Thị Trang, quận Thanh Xuân, Hà Nội chia sẻ. Trước đây đã khi mà em vứt pin thì em không biết là cái pin đấy sẽ phân hủy như thế nào. Còn khi mà em gửi đến đây thì em cảm thấy là yên tâm hơn vì các bạn đi sẽ có cái quy trình xử lý pin hợp lý và phù hợp với môi trường. Ấy không chỉ đặt các thùng thu hồi pin tại các cửa hàng mà chương trình còn hướng đến giáo dục bảo vệ môi trường cho giới trẻ bằng việc đặt tại các điểm trường đại học. Chương trình kéo dài tới ngày 5 tháng 6 và thu hồi được từ 5 đến 7 tấn pin. Chị Phạm Thị Ngọc Biển, đại diện thương hiệu Cocoon Việt Nam cho biết sau khi chương trình kết thúc chúng tôi sẽ giao viên cũ cho những cái công ty xử lý có chuyên môn để họ loại bỏ những cái tính độc hại trong pin và dùng cho sĩ từ viên cũ để mà đúc nên những viên gạch lót đưa chúng trở lại với một đưa chúng trở lại với cuộc sống một cách là hiệu quả và an toàn hơn. Không chỉ các cá nhân tổ chức mà ngay cả chính quyền địa phương nhiều nơi cũng đã bắt đầu quan tâm hơn đến việc phân loại rác thải độc hại tại nguồn để có biện pháp xử lý tái chế đúng cách. Bà Nguyễn Thị Lan Phương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình Hà Nội cho biết: Pin thì chúng tôi qua 2 tháng của uh, rồi thì chúng tôi cũng đã thu được uh, là gần hơn uh, là hơn 100 cân pin và um, như thế là điều đó chứng tỏ rằng cái việc tuyên truyền và mô hình nhà của pin đang thực hiện được uh, rất hiệu quả và được nhiều người dân thực hiện một viên pin được thu gom và xử lý đúng cách chính là một cơ hội để môi trường của chúng ta được sống và hãy cùng nhau thu hồi pin cũ, bảo vệ trái đất xanh. Thưa quý vị, trong pin có chứa các kim loại dư trì, thủy cân và một viên pin khi sử dụng xong, nếu bỏ ra môi trường tự nhiên, có thể sẽ gây ô nhiễm cho một mét khối đất hoặc nước trong vòng 50 năm. Vâng ạ, à, 50 năm nữa có lẽ chúng ta đều chưa mường tượng ra bản thân sẽ đổi khác như thế nào. Nhưng có thể chắc chắn một điều rằng nếu chúng ta cứ tiếp tục xả rác thải bừa bãi, đặc biệt là pin và các thiết bị điện tử một cách thiếu ý thức ra môi trường, thì 50 năm tới, chính chúng ta và con cháu chúng ta sẽ là những người phải gánh chịu những hậu quả nặng nề mà con người đang gây ra, như ô nhiễm không khí, nguồn đất, nước bị nhiễm bẩn, bệnh tật tràn lan. Đã đến lúc tôi, bạn và bộ chúng ta cần phải thay đổi hành vi suy nghĩ và nhận thức của mình từ đó có những hành động tích cực góp phần bảo vệ môi trường và thưa quý vị câu chuyện ý nghĩa này cũng đã khép lại thời lượng của chương trình 24 giờ chuyển động hôm nay một lần nữa phú khánh cùng với phương thảo xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình còn bây giờ chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại